chào các bạn, mình đang lấy đơn ở Hưng Vượng 1. Mình đi ở Đỗ Văn Đậu, phường Phạm Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tiền hóa đơn là 41.000 các bạn. Giao một chiên các bạn. Đây. Đường này đường Nguyễn Văn Linh đó các bạn. Đi về hướng Nguyễn Hữu Thọ. Lúc này là 10 giờ đêm các bạn, 10 giờ đêm, 22 giờ đêm các bạn. Đây là khu phố Sì Cai Garden Mall, khu Sầm Phước trước phố Heo quận 7 các bạn. Em giờ mà đi về đường Nguyễn Hữu Thọ, ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, mình quẹo phải về lớp Tây Mắc qua quận 4 về quận 1 các bạn. Đây. Đây là siêu thị Vivo các bạn. Hiện giờ là 22 giờ đêm các bạn. Mình đá xi nhan đấy, mình đang quay mình đá xi nhan công an có bắt các bạn. Tại ngã tư rất tối rồi, ngã tư Nguyễn Thọ công an rất nhiều các bạn. Đây. Quẹo phải về đường Nguyễn Thọ đi về hướng lớp Te Mắc cầu Kinh Tẻ các bạn. Đó, công an đứng bên đường quá trời các bạn. Đó. Quá trời luôn các bạn. Đặt luôn các bạn. Đi đường Nguyễn Hữu Thọ các bạn. Sài Gòn sau dịch các bạn. Mình đang đi là lấy đơn ở Hưng Vượng 1, khu Phú Mỹ Hưng, đi về Đỗ Văn Đậu, phường Phạm Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hóa đơn tiền ship là 41.000 các bạn. Tối mình đi quay video clip và sẵn mình chạy đơn luôn các bạn, chạy giao đồ ăn luôn các bạn. Các bạn nhớ xem kênh mình Sài Gòn Vlog, ủng hộ kênh mình các bạn, đăng ký kênh các bạn, để mình có động lực mình ra nhiều clip mới hơn và những điều về đêm thế nào các bạn, có vui không các bạn, đường xá đông đúc không các bạn. Đây là mình đang đi trên đường là đường Nguyễn Hữu Thọ, đi về hướng lớp Tây Mắc cầu Kinh Tẻ các bạn. Đó. Đường xá rất đẹp các bạn, ánh đèn lên rất đẹp về đêm các bạn. Đó. Tòa nhà cao không bạn ơi, chung cư cao tầng không bạn. Đây mình tới ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập các bạn. Bên tay phải mình là lớp Te Mắc các bạn. Đó, khu này là đường xá rất đông mà. Đó, lớp Te Mắc các bạn. Te Mắc đóng cửa các bạn, về đêm đóng cửa. Đó, giờ không có xanh đỏ luôn, chạy tán loạn các bạn ơi. Đường xá giờ tán loạn luôn. Đó. Rồi bây giờ mình đi về lớp Te, đi về hướng cầu Kinh Tẻ các bạn. Xá rất đông đúc các bạn, bây giờ là 22 giờ đêm các bạn. Đường xá rất đông. Các bạn nhớ xem kênh mình, đăng ký kênh bạn Sài Gòn Vlog, để mình ra được nhiều clip mới hơn các bạn xem các bạn. Đường phố giờ đêm Sài Gòn thế nào các bạn. Đây là ngã tư đường số 15, đường Nguyễn Thọ. Đó, bây giờ mình đi về chuẩn bị lên dốc cầu Kinh Tẻ các bạn, hướng qua quận 4 các bạn. Bây giờ 10 giờ đêm, đường xá rất cũng rất đông đúc các bạn. Rất đông đúc.
xã Cái Đông Lúc các bạn ơi. Xe chạy rất nhiều các bạn. Những anh tài xế Gojek chạy về đêm luôn các bạn. Cuộc sống mưu sinh những anh tài xế về đêm. Đây, mình đang lên dốc cầu Kinh Tẻ các bạn. Đây, dốc cầu Kinh Tẻ đây bạn. Hướng qua quận 4 các bạn. Các bạn nhớ xem kênh mình, đăng ký kênh mà Sài Gòn Vlog. Để ra được nhiều clip mới hơn, quay về đêm các bạn. Đường phố Sài Gòn thế nào các bạn. Đó, đường xá Sài Gòn bằng đêm rất đông đúc các bạn. Coi như ngày bình thường không có gì xảy ra các bạn. Rất đông đúc, quán xá thì đóng cửa hai bên nhiều các bạn, ở ngoài đường còn rất chạy nhiều người, chạy rất nhiều các bạn, xe cộ rất đông các bạn. Đó, đây giờ tới ngã tư rồi, các bạn. Tư Gánh Hội và Hoàng Diệu các bạn. Giờ mình quẹo phải về đường Hoàng Diệu các bạn. Đây quẹo phải về đường Hoàng Diệu. Quận 4. Mình chuẩn bị quẹo trái về cầu Lãnh quận 1 các bạn để qua quận 1 ra. Đó, đường xá rất đông đúc, qua quận 1 đường xá rất đông đúc các bạn ơi. Bây giờ mình đang dừng xanh đỏ để qua tư đường Cộng Lãnh các bạn. Đường xanh đỏ các bạn. Đây ngã tư Cộng Lãnh các bạn. Rồi mình hướng về Cộng Lãnh các bạn. Đường xá rất đông luôn. Mình lên trong Cộng Lãnh các bạn. Đèn về đêm rất đẹp các bạn, rất đẹp. Quá đẹp các bạn ơi. Đây những anh tài xế Grab chạy về đêm các bạn. Đây là đường Nguyễn Thái Học các bạn. Gần tới ngã tư Trần Đạo Nguyễn Thái Học các bạn ơi. Mình đang chạy về hướng ngã tư Trần Đạo Nguyễn Thái Học. Qua ngã tư Đặng Đạo Nguyễn Thái Học các bạn ơi. Bây giờ mình quẹo trái về đường Phạm Hữu Lão các bạn. Quẹo trái về
Phạm Hữu Lão. Rồi, xin chào các bạn nha. Mình kênh Sài Gòn Vlog, các bạn nhớ đi xem kênh mình, đăng ký kênh các bạn, Sài Gòn Vlog, để mình ra được nhiều clip mới hơn các bạn. Xin chào các bạn, bye bye, xin chào.